qua cái vừa rồi trong một cái tháng học thì báo cáo thầy với cả lớp là cảm thấy mình thở như thế là nó trơn tru hơn và hỗ trợ được các cái chứng mà từ đầu khóa mình mắc thì nó bớt được 6-7%, tuy nhiên là nó cũng chưa chưa khỏe hoàn toàn nhưng mà nó bớt nhiều thế, bớt nhiều. Quá. Và Với người làm diện chẩn mà nghe cứ 6-70% là mừng anh nhờ. Nó là cái đường mình đã đi đã đúng. Vấn đề bây giờ để triệt để nữa là cần thêm một khoảng thời gian, rồi cần thêm sự kiên trì nữa thôi. Với anh chia sẻ gì thêm không? trong một tháng thì thầy cái một số các cái phương pháp mình học về âm dương khí công ấy, là những cái phần huyền công đó, thì cái phần huyền công niệm công ấy, thì mình cũng chưa đủ cái thời gian dài để mình theo dõi cũng như là quá trình mình thực hiện cho từng một cái căn bệnh một để xem cái quá trình của nó được khoảng bao nhiêu phần trăm nó mình ghi chép lại. Thì bản thân cũng rất mong muốn là sau này mình sẽ thực hành một cái căn bệnh nào đó mà nó độc lập à, thì thở được khí công thôi, hoặc là nhưng mà bây giờ hiện tại thì một số cái bệnh mình chữa thì mình đang dùng cả viện chẩn thì nó nhanh hơn nhưng mà mình không phân biệt được là giữa cái âm dương khí công nó mức độ nó thế nào, mình thì không phân biệt được thì chắc là phải chọn một cái căn bệnh nào đó để mình tách tách riêng ra để mình thử, và sau đó mình có thể trên các cái kết quả mà có thể là xét nghiệm hoặc là cái cảm giác trực thứng thực chứng của mình ấy, mình ghi lại thành một cái tư liệu rồi là gửi cho thầy làm thế để làm Ôi, cái được quá, cảm ơn anh. Em đợi cái bài báo cáo đấy thêm của anh Tuyền. Chính xác là anh Tuyền là đang có thói quen là dùng diện chẩn đúng không ạ? Dạ Đấy. vâng, có thì buổi sáng thì bây giờ thì buổi sáng thì tất nhiên là cái sáu vùng phản chiếu bệnh huyết thì lúc nào cũng làm rồi. Cái này mê động tác thì nó hơi lâu, đâm ra là làm nhiều quá thành ra người nóng thật. Vâng. Mấy hôm vừa rồi thì cảm tưởng người nó bị bón rồi bị các thứ. Dạ. Thì này cái bữa trước ấy thì cũng hỏi thầy là xin lại cái tỷ lệ nhưng mà thôi thì bây giờ mình cũng bớt cái đường dương đi một tí rồi. Cho Vâng. nó và Dạ. có mấy thông tin chia sẻ với thầy ạ. Vâng, chia sẻ với thầy ạ. Vâng, anh Tuyền khiêm tốn quá. Cảm ơn anh. Hy vọng sẽ được nhận báo cáo của anh thêm các cái kết quả. Đơn giản thôi ạ, mình cứ chăm chỉ mình làm rồi Hay mình chưa? thử mình thử xem trước khi mình làm diện chẩn thì mình làm âm dương công trước xem thế nào. Đấy là một cách. Còn cái phần mà hàng ngày mà mình làm cái 12 động tác massage ấy thì không phải ai cũng làm hết được tất cả động tác này đâu, bởi vì nó rất mất thời gian. 15 20 phút cơ. Thế thì mình hãy chọn vài cái động tác mà mình cảm giác trong những cái giai đoạn đó nó phù hợp với cái chứng bệnh của mình. Đấy. Ví dụ như là mình đau đầu hay bị đau đầu hay bị mỏi lưng chẳng hạn, mỏi cổ chẳng hạn, thì mình hãy chọn cái động tác liên quan đến cái đấy nhiều. Hoặc đợt này mình đang tăng cường thêm trí nhớ hoặc là đang chữa các bệnh liên quan đến nội tạng ở phần tiêu hóa chẳng hạn, thế thì mình chọn các cái động tác gần gần phản chiếu đến với các cái bộ phận đó thì tự nhiên là mình sẽ bớt đi thôi và vẫn đảm bảo được cái làm cái massage buổi sáng đó, rất là quan trọng. Nên anh có ai có chia sẻ gì thêm không? Chỉ chắc cái quả. Chúng ta còn buổi này là buổi cuối thôi của lớp này thôi ạ. Gia đình em thì có vợ em là hay bị trào ngược dạ dày này, cái chứng mà đau dạ dày mà về ban đêm ấy cứ khoảng 1-2 giờ đêm bắt đầu mới đau, thế là đau đau có lần đau coi như tưởng phải đi viện rồi, bảo thôi bây giờ từ từ cứ làm xong cái diện chẩn đã, xong có đi không đi thì quyết sau, làm một lúc sau là khoảng 40 phút là bắt đầu dịu dần luôn. Đấy, cái phương pháp rất hay. Bây giờ có cái thêm cái âm dương khí công nữa thì em thấy quá là tin tưởng thầy ạ, không phải đi nghĩ gì cái bệnh viện và dịp như vậy thì em biết là
nhất là về tri ân thầy tổ Ngũ Châu là có một cái phương pháp chữa bệnh, là em thì hầu như là tin tưởng tuyệt đối luôn cái phương pháp này, mà không nghĩ kể cả những cái bệnh gì mà nó rất khó khăn để làm thì mình nghĩ bình thường, tức là trong cái tư tưởng của mình bây giờ nó thành ra là nó rất là lạc quan rồi, là tin tưởng cái phương pháp đấy. Cũng Rồi đây anh. qua đây thì cũng rất là cảm ơn hội quán thầy Việt đã tận tình hướng dẫn thực hiện, như là chủ tịch hội quán này cũng là anh, rồi là sau này cái duy trì về cái phòng luyện ấy, thì chắc chắn là phải tham gia theo các phòng rồi, thì Vâng. cũng mong là hội quán mình càng ngày càng phát triển. Cảm ơn anh. Vui quá. Cảm ơn ạ. Cảm ơn. Em tự vỗ tay. Với lời chia sẻ và chúc của anh Tuyền. Thì chương trình hội quán thì vẫn cứ tiếp tục anh ạ. Lúc nào cũng thế. Vẫn cứ chia sẻ, lan tỏa tất cả những cái bộ môn của thầy Tổ. Thì cũng hy vọng càng ngày nó sẽ càng được hoàn thiện. Bởi vì là sản phẩm, cái công trình phát minh của thầy Tổ thì nó nhiều lắm. Thì bây giờ chia sẻ ra cho cộng đồng thì mình chọn những cái nào và đóng gói làm sao, và đến lúc mà gửi cho các học viên và cùng nhau đào tạo thì nó có hiệu quả hay không thì nó lại cần nhiều thời gian. Đấy, rồi lại kiểm nghiệm, rồi có những báo cáo kết quả của học viên, rồi lại điều chỉnh, lại thay đổi lúc được thì lại tiếp tục phát triển, lúc chưa được lại phải điều chỉnh tiếp. Đấy. Và đặc biệt là về âm dương khí công thì nó lại còn là mới tươi luôn. Mới giá mới Vâng, quá là mới luôn, mặc dù lại ra đời trước diện trần 15 năm. Thế nhưng mà thực sự là cái vai trò của âm dương khí công thì cho đến giai đoạn gần đây thì bắt đầu nó ở một cái tầm tầm khác so với trước kia. Đó, bởi vì trong khoảng 40 năm thì diện trần phát triển rực rỡ, thật sự là như vậy. Và lan tỏa giúp đỡ cho cộng đồng mà vẫn còn đang phát triển tiếp, chứ chưa dừng lại. Thế nhưng mà riêng âm dương khí công, một cái giá trị vô hình mà thầy Tổ thường xuyên nhấn mạnh đấy, vì nó là vô hình, đâm ra chúng ta không để ý được. Vì nó vô hình quá, đâm ra không để ý. Chỉ có những ai bắt đầu cảm thấy, chạm thấy, thì bắt đầu là, à sao nó lạ thế nhỉ? Ồ sao nó vi diệu thế nhỉ? Ồ sao nó đơn giản lại kết quả tốt thế nhỉ? Thì lúc đấy bắt đầu mới quan tâm, rồi bắt đầu thực hành. Rồi ngày xưa cũng chưa có tập, cũng chưa có luyện gì đâu. Chỉ cứ âm thầm, ai học xong về nhà người đấy, rồi tự tập. Rồi đâu đó có những cái hoạt động, mà là cũng chỉ là đa phần là diện trần. Rồi thỉnh thoảng gặp nhau nhắc đến về âm dương khí công. Thế thôi ạ. Thế bây giờ thì bắt đầu các cái chương trình về âm dương khí công nhiều hơn. Đặc biệt là sau khi hội quán mở các cái chương trình chuyên trong khoảng gần 1 năm nay. Từ tháng 8 năm ngoái ạ. Cho nên tháng 8 năm nay chắc là gần 1 năm rồi đấy ạ. Là bắt đầu có cái sự chuyên nghiệp hơn. Chứ ngày xưa các chương trình âm dương khí công cũng ít lắm ạ. 3 buổi, 4 buổi, buồn cười lắm ạ. Bởi vì hồi đó cũng 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 tập trung vào để lan tỏa diện trần thôi. Đấy. Nhưng cho đến lúc mà em cảm thấy là ô âm dương khí công thì mà mình đam mê như thế thì tại sao mình không xây dựng cho nó thực sự là phải hy vọng là nó sẽ được như diện trần. Mọi người cũng ứng dụng dễ như vậy, rồi cũng về dùng tốt như vậy, mà nó hay như vậy, đơn giản như vậy, thế thì nếu mà phát triển và lan tỏa được giống như diện trần thì chỉ quá là mừng cho cộng đồng. Đấy. Chứ không cần phải là cái gì đó phức tạp, khó khăn mới có thể tập học được. Nên là cũng mạnh dạn làm được gần 1 năm nay thì cũng thấy đến bây giờ nó đi vào cái trạng thái cũng ổn định ạ. Nên chia sẻ với các cô ba anh chị là các cái chương trình đào tạo nó cứ đều đặn. Và hy vọng là trong nửa cuối năm nay và sang đầu năm sau thì chương trình đào tạo âm dương khí công nó lại hấp dẫn hơn nữa. Có thể thêm các cái mô đun chuyên sâu, thật sự là chuyên sâu. Có thể có những mô đun về tiết thực thể độc, có thể có những cái phần về làm đẹp hoặc là ứng dụng trong hát và chơi thể thao rất là hay, hoặc là đặc biệt là chữa bệnh, đương nhiên rồi ạ, ứng dụng âm dương khí công trong chữa bệnh, mọi người cùng nhau mà chỉ có âm dương khí công chữa bệnh giống như ở trên phòng luyện đấy ạ, nhưng mà nó sẽ khác đi. Thì em hy vọng là những cái mong muốn đấy với cái sự ủng hộ của các học viên sẽ đạt được thôi, và thầy Tổ thì chắc chắn là ủng hộ rồi ạ. Thầy Tổ thì luôn luôn động viên là thôi con cứ làm đi, rồi âm dương khí công nó như vậy thì mạnh dạn làm, chia sẻ cho cộng đồng. Thì may mắn là thầy cũng ủng hộ, rồi cô Lan Anh ủng hộ, thế là cho đến bây giờ là đang là một cái trung tâm mặc dù nhỏ đấy ạ, nhưng mà là đã bắt đầu thành một cái trung tâm âm dương khí công thì, và có thêm các bạn, các huấn luyện viên, các giảng viên tương lai nữa, thêm cộng sự, thế là cùng nhau đam mê nghiên cứu phát triển. Đấy. Cảm ơn anh.
Cảm ơn rất là nhiều. Có ai có muốn chia sẻ không mọi người? Mọi người buổi thứ bảy rồi. Có ai có câu hỏi không Đợi nhất là câu hỏi đấy ạ. Em có một cái kinh nghiệm đó là đặc biệt là trong những cái năm Covid khi chia sẻ trên Zoom lúc đó là không có thể đào tạo thể nào đào tạo trực tiếp được thì lúc ấy đào tạo qua Zoom thì lúc đó lại có cơ hội được gặp mọi người trên thế giới giai đoạn đó. Thế là tự nhiên cái giai đoạn đó lại có một cái lớp về âm dương khí công thì rất may mắn trong lớp đó là gặp một chị. Chị là một người nghiên cứu về văn hóa. Chị đã đang làm công tác ngoại giao của Việt Nam tại Pháp. Rồi chị cũng tìm hiểu về đặc biệt là văn hóa Đông Phương. Các cái bộ môn về cũng có cả yếu tố tâm linh rồi về năng lượng. Đó. Trong một cái lớp học đó mà lần đầu tiên tôi gặp là một người hỏi nhiều như vậy. Và lớp gái nói chuyện lúc là chị lại hỏi. Một lúc sau có một ý chị lại hỏi. Hỏi liên tục từ ngày này sang ngày khác. Từ buổi đầu đến buổi cuối và buổi nào cũng hỏi. Hỏi sâu, hỏi sát, hỏi nhiều. Thế là tự nhiên mình thấy sau cái buổi cái khóa học đấy mình nâng hẳn một mình lên một cấp độ khác. Mọi người có hình dung không ạ? Nghĩa là khi chúng ta được hỏi, chúng ta được học thì tự nhiên nó mình giỏi hẳn lên. Ai rất là hay như vậy. Thế là mình về mình cũng nghiên cứu, mình tìm hiểu sâu hơn, mình có những cái ngóc ngách, có những câu hỏi khai mở rất thông minh, có những cái chiều hướng nghiên cứu rất là sâu. Thế là tự nhiên mình thấy ồ, đây mới chính là cách học hay. Chứ ngày xưa là cũng giống như Diện Trần những thời kỳ đầu ấy, đa phần là sẽ chia sẻ một chiều thôi. Đó, nhưng khi có cái sự tương tác là tự nhiên chúng ta vỡ ra được rất nhiều thứ. Rất là hay. Em nhớ mãi cho đến bây giờ. Thế nên là vào kinh nghiệm vào lớp là gì ạ? Cứ hỏi mọi người. Người có ý kiến gì không? Mọi người hỏi gì không? Thì mọi người cũng học được và mình cũng học được. Cả lớp cũng học với nhau luôn. Thì cái lớp nào mà chẳng để ai hỏi là lớp đấy chắc chắn học kém. Và không có báo cáo thì chắc chắn là học rất buồn. Đúng không ạ? Đấy, có rất nhiều lý do. Nhưng mà chắc chắn lớp đấy là mọi người hình như là không thích tương tác hay sao kiểu như vậy. Đấy. Nhưng mà rất may lớp của chúng ta dù ít nhưng mà mọi người cũng buổi nào cũng chia sẻ, mọi người nào mọi người cũng hỏi rồi lắng nghe nhau nữa. Đấy, rất là hay. Xin mời ạ. À, mời chị Hằng, chị Phượng, chị Tú nếu chia sẻ gì thêm không với lớp hoặc có câu hỏi gì về cái chứng bệnh mà các cái ứng dụng của chúng ta không? Anh Hôm nay Thế. chị vừa mới liều mạng xong thầy. Dạ. Chị đang ở Đà Lạt. Vâng. Đà Lạt ở với con bé cháu, là cả nhà đi lên nhà trên Đà Lạt ở thì nó mới có 7 tháng thôi. Hôm Dạ. nay cho nó đi ra ngoài. Đà Lạt là hôm nay là thời tiết là cứ khoảng 17 đến 20 độ và Dạ. trời mưa nắng liên tục. Cho nó ra chơi cái nó ốm nó sụt sùi luôn. Dạ. Chưa đến giờ vào lớp thầy mà thấy nó nặng quá, nó cứ khóc như nhựa. Cái chị thử liều, chị thở cho nó mấy đường dương, Dạ. thở cho nó ba đường dương thấy nó bớt khóc. Thế là báo bà nội nó là thôi em thở cho nữa, em thấy nó bớt khóc rồi em thở cho nó mấy đường nữa nhé. Cái bà chị đồng ý, thế là thở tiếp cho nó thêm 5 đường nữa. Đùa chơi nó tỉnh bơ như không mà. Cái chị rồi cũng cũng liều thầy, tại vì nó bé quá. Cái chị bảo cái này cứ như là giả vờ ấy nhỉ. Thế, thế này chị bảo mày có sờ nó không, em không sờ hết, em chị nhìn nó thấy em đang làm cho nó đây. Thế là nó khỏe luôn thầy, mà chị cũng 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 ngạc nhiên là tại vì người lớn mình thì còn dám không, mà sao nó 7 tháng mà nó cũng được luôn thầy. Được rồi chị. Hả? Vi Thì nó cứ diệu. đang nằm chơi thế thôi, rồi cứ cứ cái bài mà thầy đường dương thở cho nó là nó được, thế là mừng quá. À, bất ngờ luôn thầy, trẻ con nếu mà như vậy thì chẳng cần phải cho nó thuốc thang gì cả, mình cứ thở cho nó như thế thì nó khỏe mạnh thì đỡ quá thầy. Ừ. Vâng, Thế chúc là mừng chị đã chị. chơi cho nó mất. Hay quá. Hay Đúng quá, đúng không ạ? rồi. Không tin được đâu ạ, không tin được Đúng đúng không? rồi. Thì bình thường chị vẫn làm cho mình, cho những người mà người lớn thôi, chứ còn đây nó bé quá mà sao nó vẫn được luôn, mà nó đùa thật. Lúc trước là nó cũng lạ đi rồi thấy thấy thương lắm thầy, mà bây giờ nó đùa khành khạch chơi, chơi cười đùa lăn lộn mà lên, mà toàn mà nó mới 7 tháng, thích lắm thầy. Lạ quá đúng không ạ? Quá lạ luôn, chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Cái đấy là ưu điểm của âm dương khí công là sẽ chữa cho trẻ nhỏ, chứ còn mình diện trần thì nó không không chịu đâu, nhìn thấy đã sợ rồi chứ còn khóc luôn đấy. Hồi chiều là lúc mà nó khóc nhiều là mình cũng thử xoa mặt nó mấy vòng phản chiếu, nhưng mà chạm lên nó được 2 phát là nó dậy thành đạch rồi, nó không cho đâu. Nhưng mà mình thở thì nó đâu biết đâu, nên mình cứ nhìn nó mình thở thế là được. Hay nhỉ. Âm dương khí công có thể thay đổi được cả tế bào. Nhiều không ạ?
thay đổi được cả tế bào. Nó đi sâu vào những cái tầng sâu thẳm nhất ở bên trong cơ thể, nó chữa lành ở bên trong, nó khôi phục lại cái chức năng ở bên trong. Nó điều chỉnh lại toàn bộ cái hệ thống năng lượng của cả cơ thể. Có những người thở âm dương khí công còn tăng cường cả cả tiểu cầu. Người biết không ạ? Nó vĩ đại đến như vậy. Thở nhiều đường dương quá là tăng máu. Máu là tăng cái tiểu cầu lên. Người thấy lạ không? Rất lạ như vậy. Tăng đến mức độ mà bác sĩ khám và tưởng có bệnh. Đến khi giảm đường dương cái là hết luôn. Nó vi diệu đến như thế. Ý là nó rất là hay, nó như viên ngọc quý ạ. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta đã không để ý, chúng ta để trên mặt bàn tưởng là cái cục thủy tinh thôi. Nhưng thực sự âm dương khí công rất là vĩ đại, rất là vi diệu, mà nó vô hình nữa. Đấy. Cảm ơn chị Hằng nha. Càng ngày chúng ta sẽ càng khám phá nhiều thứ hay, không thể tin được, đúng không? Nói cái này với những người ngoài thì chắc người ta không dám tin, và mình cũng không dám nói, mình chỉ làm thôi. Đúng không ạ? Mà có chia sẻ cũng chẳng biết là giải thích kiểu gì. Người ta cứ hỏi tại sao, và nếu mà hỏi tại sao thì tôi chịu, tôi chưa giải thích được. Nhưng tôi biết rằng tôi làm như vậy sẽ có kết quả. Đấy. Đúng không ạ? Lạ lắm. Mình Cảm làm họ ơn. là sao mà viển vông thế, anh cứ Dạ. nói thế mà Dạ. thử xem có đớt bớt không. Dạ. Thế Đúng rồi. cho em hỏi thầy, Mời anh Thế. cho em hỏi cái mình học cái thì mình cảm giác là thống soái không thầy? Dạ. Còn đối với em nói với đối với tôn giáo thì phải tin đúng không, Dạ. nhưng mà em chưa hiểu cái đa hai cái điểm đó nó có giống nhau hay là khác nhau. Về niềm tin và cảm giác của mình nhá anh. Vâng. Em thấy câu hỏi của anh thì hai cái yếu tố đó không biết nó có liên quan với nhau không. Thế nhưng mà đối với âm dương khí công ấy, có một cái điều rất là hay trong quá trình chúng ta làm, chúng ta thực hành. Mọi người có tin không? Kể cả chúng ta không có niềm tin về phương pháp, chúng ta làm vẫn có kết quả. Tôi lấy ví dụ luôn. Khi chúng ta giúp cho một người, ví dụ như chị Hằng, chị vừa giúp cho em bé đấy chưa có nhận thức, em ấy chỉ có cảm giác thôi, đúng không ạ? Em hoàn toàn chưa có ý thức, tất cả đều là phản xạ và nó đang hoàn thiện. Nhưng mà chị làm, nhưng mà em bé vẫn nhận được. Em ấy chưa có niềm tin, em chưa biết gì đâu mà có niềm tin, đúng không ạ? Nhưng em ấy có cảm giác và em ấy vẫn nhận được. Thế đối với âm dương khí công, miễn là cái người làm và người được chữa, hai người đó nếu có sự liên kết với nhau về mặt niềm tin hoặc là về mặt ý thức, cái suy nghĩ của chúng ta ấy, thì hiệu quả sẽ tăng lên. Còn nếu không, kết quả vẫn có. Vì nó không bị phụ thuộc vào niềm tin, nó không bị phụ thuộc vào tâm lý. Đúng không ạ? Niềm tin này thì em thấy rằng là nó là cái trạng thái tâm lý của mỗi người. Tin tưởng, thất vọng, đúng không ạ? Nỗi niềm, nó là cái trạng thái tâm lý. Âm dương khí công nó không bị phụ thuộc vào tâm lý, mà nó là một bộ môn khoa học về cách thở. Chúng ta học các cách thở, chúng ta biết cách sử dụng các cách thở để chữa cho mình và cho người khác. Còn nói về cảm giác là thống soái thì điều này cũng tôi thấy nó rất là đơn giản. Nghĩa là gì? Từ trước đến giờ chúng ta sẽ thấy trong cuộc sống của mình, nó với nhiều người về cái tư duy logic nó mạnh, thì chúng ta sẽ dựa chính vào cái sự phân tích, có đúng không ạ? Nó dựa chính vào cái suy nghĩ, tính toán, quyết định của chính bản thân mình. Nhưng nhiều lúc tất cả những cái điều chúng ta tính đoán, chúng ta mong muốn, chúng ta hy vọng như vậy, có phải là có theo ý của mình không ạ? Không phải lúc nào nó cũng theo ý của mình được. Thế nhưng khi chúng ta thả lỏng ra, chúng ta rơi vào một cái trạng thái, nghĩa là chúng ta tôn trọng cái đặc tính tự nhiên của vấn đề. Chúng ta thấu hiểu được cái tình trạng đang diễn ra của mọi thứ xung quanh. Và chúng ta lắng nghe cơ thể của mình là một sinh vật đang trong cái hoàn cảnh nói chung như vậy. Và chúng ta là người quyết định. Thế thì khi lúc này chúng ta dựa trên cái cảm giác của mình, chúng ta quyết định, thì dường như mọi việc sẽ thuận lợi hơn, sẽ tốt hơn. Đó. Thì với câu hỏi của anh Thế thì em có cái góc nhìn như vậy. Vì hai cái trải nghiệm đó thì em cũng đều có. Bởi vì trước kia cũng là một người chỉ thích tính toán nữa.
có mục tiêu này, luôn luôn có mục tiêu và rất nhiều mục tiêu trong cuộc sống, rồi có cái sự tính toán theo theo ngày, theo tuần, theo tháng để làm kinh doanh mà, tính toán và trong công việc, trong cuộc sống và mọi thứ. Nhưng mà dường như tất cả những tính toán đấy của mình sau một thời gian dài mình nhìn lại thì mình không thấy có cái gì cả. Nhưng khi bắt đầu mình thả lỏng ra, mình cảm nhận, mình lắng nghe và mình biết rằng cái cảm nhận, cảm giác của mình nó quan trọng hơn, thế thì bắt đầu cuộc sống dường như nó thuận lợi hơn, nó dễ thở hơn. Đó. Còn nếu dưới góc độ tôn giáo thì đúng như anh thấy anh nói. Nhưng mà em rất thích trong công giáo của mình có một câu là gì ạ? Còn phúc cho ai không thấy mà tin. Mình còn có nhiều người là vô tri bất ngộ, nghĩa là gì? Phải nhìn thấy, phải cảm thấy, phải làm được mới tin, có đúng không ạ? Đấy là dựa trên cái tư duy logic của bản thân mình. Mình nhìn thấy người A chữa cho người B bằng âm dương khí công, à thì mình tăng niềm tin lên một chút. Rồi mình gì ạ? Bắt đầu mình chữa cho em bé nhà mình, à mình thấy nó có, là mình tăng lên một chút. Nhưng có những người, ví dụ kể như em, có những giai đoạn em không nhìn thấy gì cả, em không biết là nó như thế nào cả, nhưng mình chỉ có một cái cảm giác rằng ô, cái việc này là đúng đấy, cái việc mình đang làm như thế này là đúng đấy, cái bộ môn mình đang nghiên cứu tìm hiểu này nó rất hay với mình đấy, nhưng mình chưa hiểu nó hay đến đâu, nó có mục tiêu gì ở tương lai, nó xa, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền, giúp được bao nhiêu cộng đồng, mình không có biết, mình không tính được, nhưng mình chỉ có mỗi cái cảm giác của mình lúc đấy thôi. À, nó làm cho mình có cái sự hạnh phúc không nhìn thấy gì nhá, gần như là mờ luôn đấy ạ. Nghĩa là chưa có cái được cái ơn soi sáng, chưa được nhìn cái trí tuệ, cái sự hiểu biết sâu sắc gì ạ. Mình cứ tin thì thôi, mình làm. Thế nhưng mà càng làm càng tin và dựa trên cái cảm giác mà ban đầu mình có là cảm giác đúng đắn và mình thấy nó hạnh phúc với việc điều mình đang làm, thì tự nhiên càng ngày nó càng khai mở cho mình thêm. Thì dưới góc độ của âm dương khí công thì em chia sẻ cái góc nhìn của một giảng viên như vậy trong bộ môn đấy ạ. Còn dưới góc độ khác về mặt tôn giáo, về mặt tâm lý, về mặt tâm linh thì em xin phép là không mở rộng, đúng không ạ? Nhưng dưới góc độ âm dương khí công thì nó tồn tại cái trạng thái như vậy, kể cả không có niềm tin chúng ta làm vẫn có kết quả, còn kỳ diệu không ạ? Chứ không phải là hai người nói với nhau phải người kia phải tin tôi làm mới có kết quả, không ạ, không cần thiết. Có những người hay cãi nhau, xa lánh nhau rất lâu năm rồi, nhưng mà chỉ thông qua 260 từ một phía mà người kia quay trở lại. Lúc đó nó không dựa trên hệ thống niềm tin, nó dựa trên cái năng lượng của tình yêu thương. Đó. Và đặc biệt đó là cái cảm giác là thống soái. Khi mà mình tạm dùng cái tư duy logic của mình phân tích một chút về cái cảm giác ấy, thì em thấy rõ ràng. Tôi lấy ví dụ. Trước khi chúng ta phát biểu của một cái chương trình nào đó, ví dụ như cần phải thuyết trình trên lớp, ở cơ quan hay hội họp chẳng hạn, chúng ta thường như là chuẩn bị, có đúng không ạ? Bao nhiêu cái gạch đầu dòng đấy. Nhưng theo mọi người, khi chúng ta lên, chúng ta có nói được đầy đủ tất cả, trọn vẹn, không sót một chữ nào ở trong những cái gạch đầu dòng đấy của mình không ạ? Chắc khó, đấy là logic rồi. Nhưng lúc này khi chúng ta nói là chúng ta dựa trên cảm giác, cảm xúc của mình. Nó là luôn luôn là thông soái. Chúng ta có tính toán, chúng ta có làm việc gì chăng nữa thì chúng ta vẫn gì ạ? À? Để mọi người để ý mình xem, đều dựa trên cái cảm nhận, cảm giác riêng có của mình, yêu ghét, thích này, ghét này, chán này, vui buồn đều là cảm giác của mình ấy. Và tất cả những điều này nó sẽ quyết định và chi phối mọi hoạt động của chúng ta trong một ngày. Ví dụ như ngày hôm nay tôi ngồi lên trên lớp, nếu tôi không có cái sự đam mê này, không có cái niềm vui, không có cái cảm giác là thích thú, mong muốn được gặp mọi người thì chắc chắn sẽ không lên. Bởi vì giờ này là gì ạ? Theo tư duy logic là không phải làm việc. Cuối giờ chiều rồi chúng ta phải gì ạ? Về với gia đình, hoặc bây giờ các thành viên của hội quán đang nhậu ở dưới Lideco là cái khu vực ngày mai có chương trình. Theo tư duy logic là gì ạ? Hướng là chạy theo cái hướng đấy, vì lúc ấy nó sẽ vui hơn. Nơi đấy mới là cái nơi mà gì ạ? Mình cần phải có mặt. Thế nhưng lúc này cảm giác cho mình một cảm giác là thế thì mình lại hủy bớt của lớp lại một buổi nữa và mọi người lại bị lùi mất một tuần. Điều đấy không nên. Thế thì lúc này là có gì ạ? Dựa trên cái cảm giác. Nhưng nếu ở dưới cái khu Lideco kia ngày hôm nay, cùng lúc tất cả các cơ quan, mọi người đều động viên,
Việt ơi, em ơi, anh ơi, thầy ơi, chúng ta ngày hôm nay lâu lắm mới được gặp nhau, xuống đấy vui lắm và rất nhiều người đi ra sớm ở đấy. Thì tự nhiên cơ thể mình nó có một cảm giác bị cuốn theo cái, nó bị hút theo cái địa điểm kia. Thế thì lúc cái cảm giác bên này nó gì ạ? Nó lại nhỏ đi, nó bị chi phối đi. Người nhung ạ. Đấy, thế thì tự nhiên mặc dù lúc 5 giờ chiều mình chẳng tính toán gì cả, nhưng tự nhiên lúc đấy ra một cái quyết định. Thế thì quyết định đó đại đa số nó là cảm giác thôi. Chúng ta có tính thì tính rất là nhanh, không thể nào tính kỹ được. Đấy, thế thì đấy là một cái ví dụ mà em thấy rằng là cái quyết định trong ngày của chúng ta nó dựa nhiều trên cảm giác lắm ạ. Đi đường nào cũng là cảm giác thôi. Ở cảm giác đi cái đường này thoáng đấy thì đi. Cảm giác sáng nay gì ạ? Ăn bún ăn miến, ăn cháo ăn phở. Thì nó là cảm giác thôi. Ăn cái này cái kia ngon là cảm giác thôi. Nó không có một tí logic nào trong này cả. Mọi người cứ nghĩ là mình đang tính thôi. Chúng ta cứ đang nghĩ rằng chúng ta đang tính toán mọi thứ rất là gì ạ? Đẹp, rất là xuôi chèo mắt mái theo mục tiêu của mình. Nhưng không ạ. Nếu mà suy nghĩ kỹ hơn một chút nữa mới thấy là gì ạ? Toàn cảm giác. Chúng ta mua một cái quần gà cảm giác, mua cái điện thoại Samsung hay là số iPhone cũng là cảm giác, yêu người này người kia cũng là cảm giác, ghét người này người kia cũng là cảm giác hết, tất cả đều là cảm giác. Thế nên thầy Châu có nói là gì ạ? Nó là thống soái ở chỗ đấy, nhưng tất cả những cái kia vẫn tồn tại mọi người nhá. Logic vẫn có, sự tính toán của chúng ta vẫn có, mọi thứ vẫn gì ạ? Không thiếu một cái gì cả, nhưng bao trùm lên trên tất cả đó là cảm giác của chúng ta. Cảm giác thì đến từ đâu ạ? Mắt, mũi, mồm, miệng, chân, tay, kiểu như vậy. Rồi suy nghĩ, rồi ai phát triển được một số cái giác quan thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín như thế thì tùy, nó cũng đều là cảm giác mà thôi. Thế thì từ khi mà em học về Việt đi đạo, gặp thầy Châu rồi cũng biết được cái câu cảm giác thống soái, tự nhiên mọi thứ nó nhẹ bẫng, thật là sự là nhẹ. Lúc đấy tự nhiên mình bớt tính toán đi, mình không còn tính nữa. Ví dụ như ngày xưa, cái giai đoạn đầu tiên cách đây 3-4 năm mà xây dựng âm dương khí công, mà dạy âm dương khí công ấy, chuẩn bị kỹ lắm mọi người, slide giáo trình câu chữ đầy đủ nuột nà chuẩn chỉnh hết và cứ dạy theo cái hướng đấy thôi. Thế nhưng bây giờ bỏ hết không có một cái gì cả. Thế tự nhiên khi mình để cái cảm giác mình nó được thả trôi, để cái cảm xúc của mình nó được gì ạ, hòa nhập cùng với tất cả mọi người đây, tự nhiên bài giảng mình rất hay và mình không thấy chán với cái bài giảng của mình. Chứ không mọi người bảo 8 buổi mà tháng nào cũng có từ 2 cho đến 3 khóa mà cứ đóng khung theo cái slide mà mình tạo ra thì nó chán ơi là chán, chán lắm. Có khi dạy 2 tháng chán không muốn dạy nữa. Nhưng mà đấy, bê thả trôi hết, bỏ hết, tự nhiên mình cứ dạy. Hôm nay đến đến nơi thấy mọi người có nhu cầu, mọi người hỏi bài này hỏi bài kia, à mình có cảm hứng với bài đó và mình chia sẻ, rút ruột rút gan ra mình nói. Thế tự nhiên cái bài của mình rất hay và mọi người sẽ thấy rằng tự nhiên cái khóa này và khóa trước không giống nhau. Đó, nó chỉ nằm mỗi ở cái chỗ đấy thôi. Và điều này học được từ thầy Châu. Thầy bảo, tao đi dạy chưa bao giờ tao có slide. Hôm nay tao lên lớp tí nữa vào dạy cũng chẳng biết dạy cái gì. Ờ thì xem cái gì phù hợp thì dạy. Có những lớp nâng cao phụ với thầy chứ bảo, ờ hôm nay học cái gì nhỉ? À thầy ơi thì hôm nay có mấy bài ở phần huyền công, thì hôm trước dạy đến đây thì dạy phần này. Ờ đấy là lúc ở ngoài thầy trò nói với nhau như vậy. Nhưng khi vào trong lớp tự nhiên, cái cảm xúc của thầy về một cái chủ đề khác, ví dụ như tình yêu dân tộc này, tình yêu con người này, thế tự nhiên thầy làm luôn trong khoảng 1 tiếng về cái chủ đề đấy, thế là xong. Và tự nhiên với thầy nói rất là hay, thầy nói xuất thần, thầy vừa nói vừa khóc và truyền tải đầy đủ cái tình cảm đấy cho mọi người ở lớp. Thế là quan sát như vậy một thời gian mới thấy rằng đúng là cảm giác là thống soái đấy. Cảm ơn anh Thế, câu hỏi rất là hay, tưởng chừng không liên quan nhưng lại rất liên quan đúng không? Tại vì em đã trải nghiệm qua cái vấn đề này cho nên Dạ. để mình nhất là những người tin những người có đạo rồi những Dạ. người giáo khác họ cũng dựa theo cái này họ bảo học viện chuẩn mà sao mà tin mấy cái điều vớ vẩn. Nhưng mà có cái là em khi mà thầy thầy nói thì em cũng cảm nhận được mấy cái điều hồi trước thầy thầy tâm mình cũng hướng dẫn và nó là một cái gì đời thường nhất. Nhưng mà chính vì không nhìn nhận ra chính bản thân con người không nhìn nhận ra cái điều đó cho nên mình cảm thấy điều đó nó là vô nghĩa rồi là một cái gì gọi là những cái phương pháp gọi là trừ ma quỷ hay là tà gì đó nhưng mà thực chất ra nếu mình nhìn nhận ra vấn đề đó thì cảm thấy con người mình nó trở lên thoải mái hơn rồi hai nó tinh thần sảng khoái rồi lạc quan hơn sống yêu đời hơn
Còn nếu mà mình cứ nghĩ như vậy thì nó sẽ đi vào một con đường cùng, mình không có một cái lối giải thoát. Cảm Nhắm ơn mắt anh lại. Tề, cảm ơn anh rất là nhiều. Hay quá. Cảm ơn các cô ba anh chị, chúng ta đạo nào rồi cũng thế thôi, đúng không ạ? Thầy Châu có một câu rất hay. Rồi cũng thế thôi con, rồi cũng thế thôi. Nổi tiếng nữa rồi cũng thế thôi, thầy hay nói thế đấy ạ. Rồi cũng thế thôi, hay không ạ? Nghe nó nhẹ nhàng, đơn giản mà nó dễ thương ấy ạ. Ở đâu rồi cũng thế thôi, rồi chúng ta khỏe hay yếu rồi cũng thế thôi. Nhưng nó không phải mang tính chất cam chịu ấy ạ, mà nó là cái nguyên lý. Đấy, rất là hay như vậy. Nói về thầy Châu và đặc biệt về tâm ngôn thì chúng ta có thể gì ạ? Nó bơi vào một cái gọi là miền trời khác nữa. Miền trời khác nữa. Thì nếu các cô ba anh chị mà có tiếp cận đến tâm ngôn của thầy Tổ Vũ Châu ấy ạ, thì vui lòng trước khi mỗi lần chúng ta đọc tâm ngôn của thầy, chúng ta thở vài đường dương, đúng không ạ? Chúng ta nên có cái linh ứng, có cái cảm nhận với cái thông tin ở trong những quyển sách đó, rất là hay. Và đặc biệt hội quán thì sáng nào cũng ngồi bốc tâm ngôn, thở ấm dương khí công, xoay cổ tay và tập vài động tác thể dục tự ý đầu giờ, từ 8 giờ cho đến khoảng 8 giờ 15. Tối hôm đấy ai muốn chia sẻ thì chia sẻ thêm. Thế là mỗi một người sẽ bốc một câu tâm ngôn trong cái quyển sách tâm ngôn của thầy Tổ ấy ạ. Và mọi người đều thấy rằng cái câu tâm ngôn đó nó đang linh ứng với mình ngày hôm nay. Rất là lạ. Rất là lạ như vậy. Và tôi thấy rằng mỗi một ngày là mình tự nhiên có cái sự tăng trưởng, có cái sự có những cái bước tiến về nhận thức thêm, có sáng suốt hơn và hiểu biết thêm. Rất là hay như vậy. Kính tri ân thầy, không biết nói gì ạ. Nhưng thầy Tổ thì không biết là kính tri ân bao nhiêu lần cho đủ, đúng không ạ? Giúp mình, giúp đời, giúp người. Em hỏi thầy Việt thêm một tí ạ. Và mời anh Tuyền ạ. Thế hỏi khi mà mình thở đứng âm với thầy thì tự nhiên là cái nước bọt nó tiết ra nhiều hơn, thì cái đấy nó như nào thầy? Bình thường anh ạ, tăng tiết dịch ấy. Thở đứng âm là gì ạ? Tăng tiết dịch anh ạ. Có những người thở đứng dương lại tiết nước bọt, nhưng có những người thở đứng âm tăng tiết dịch, tiết nước bọt. Nhưng mà cái đặc tính của đường âm là tăng tiết dịch ạ. Đúng không anh? Đấy. Thế thì cái đây mà dùng chữa cho những người là về cái tuyến giáp ấy, họ hay bị thiếu cái nước bọt, khô nước bọt ấy, có cái trạng thái như vậy. Vâng. Thì chắc là thử đường âm là hay hơn, hay hơn. Thì mình cũng phải lựa ấy, phải xem nếu mà người đấy người ta thở mà người ta vẫn tiết được ra nước bọt và nó thay đổi được cái tình trạng của cái chứng bệnh đấy của họ thì mình làm, nhưng không phải là chúng ta cứ thở đường âm là tiết nước bọt, đúng không ạ? Có người thì ra nước bọt nhưng có người thì không ạ. Đấy, rất là đơn giản như thế. Có ai câu hỏi thêm không ạ? Chúng ta buổi cuối ạ, tranh thủ hỏi nhé mọi người. Dạ thưa thầy, thầy cho em hỏi ạ. Chào chị Minh Tú, Vâng. cô giáo đúng không ạ? Mời chị. Em cũng báo cáo với thầy là từ cái hôm mà học âm dương khí công á, được khoảng là bắt đầu từ buổi thứ ba trở đi mà học thở theo tỷ lệ vàng ấy, thì sức khỏe của em cũng được cải thiện rất là nhiều. Đấy, khỏe lên rất nhiều, nhưng mà bây giờ cái tỷ lệ vàng đấy hình như cũng không phù hợp, nãy em nắm thì em cũng hay thở lung tung lắm. Vì ví dụ Ủa? là cứ lúc nào mà ngủ dậy á, là lại phải thở dương, thở mấy đường dương cho nó khỏe, hoặc lúc nào ngủ thì lại đấy cái em lại thở đường dương, lúc nào cần ngủ thì lại thở đường âm. Nghĩa cứ thở lung tung thế được không hả thầy? Ở đấy là Còn thở thở theo nhu cầu được chị ạ. thở theo nhu cầu, còn bình thường thì đúng những cái khung giờ vàng thì em vẫn cứ thở ngày thở đến 3 lần 4 lần theo cái tỷ lệ, nhưng mà em không thở theo tỷ lệ 3 mà em thở 5 5 lần, không phải 3 lần mà em thở 5 lần, vì tính là sợ là mình thở nó chưa đúng thì em cứ trừ hao đi, thì mình cứ thở 5 lần cho nó chắc ăn. Thế thì không biết là nhiều có sao không hả thầy? Và biểu hiện bây giờ có tốt không chị? Kết quả bây giờ có ổn không? Sức Mọi khỏe thứ. thì nó tốt, nó cũng không thấy, nói chung cải thiện hơn trước rất nhiều thầy, nó không dập dẹo hơn trước nữa. Đấy, nếu mà cái kết quả nó tốt như vậy thì mình cứ làm theo như vậy. À vâng. Đúng không chị? Thứ Vâng nhất vâng. là chị làm thở theo nhu cầu, đấy là rất đúng này. Lúc cần dương thở dương, lúc cần âm thở âm. Vào các khung giờ thì thở tỷ lệ vàng. Và mình dạ, trừ hao đi, nhỡ chẳng may mình thở thiếu, thở sai thì nó bù đắp được. Và đúng kết quả thực tế, kết quả là chân lý mà, đúng không ạ? Kết Vâng. quả cho ra rằng mình tốt lên thật, mình khỏe hơn thật, thì chứng tỏ mình đang làm đúng. Thế cho đến một ngày mà càng ngày mình thở xong, mình không cần phải tăng lên nữa, nó mới đúng. Thì Vâng. sao ạ? Bớt đi.
Cái câu hỏi đơn giản như vậy. Có nghĩa là tự điều chỉnh theo bản thân mình, mà không Vâng. biết ngoài thở cái khung giờ vàng ra như thế thì mình thở lung tung thì có được hay không, hay là mình thở nhiều quá sợ lại không được nên em mới bảo đạo. Lung tung là như thế nào không? Có nghĩa là cứ lúc nào nóng thì mình lại thở đường âm, trong lúc nào mình lạnh hoặc là mình cần khỏe thì cần buồn ngủ á, cần ngủ thì mình thở đường âm. Đấy, như Vâng. thế là nó không không theo một cái tỷ lệ nào cả. Không có Mà tỷ lệ chị, tỷ vâng lệ vàng là cái tỷ lệ mà chúng ta sẽ luyện tập hàng ngày vâng để thiết lập quân bình âm dương trong cơ thể, đúng không ạ, vào các cái khung giờ cố định, thì đấy là một cái ý nghĩa của tỷ lệ vàng. Còn vâng trong ngày, những cái thời gian còn lại thì cơ thể của chúng ta có nhiều dạng nhu cầu khác nhau, lúc ăn, lúc uống, lúc ngủ, lúc nghỉ, lúc đi, lúc nằm, lúc ngồi, đúng không ạ, lúc vâng mệt, lúc khỏe. Thế thì những cái lúc đó, bất kỳ lúc nào chúng ta lại có hơi thở hỗ trợ ở ngay bên cạnh, giúp đỡ, tăng cường, chăm sóc chính cơ thể của mình thì là tốt rồi. Không lo chị à. Vâng, mấy cả em cũng có vấn đề nữa hỏi thầy là ví dụ như là em hay bị đau ở cái đầu cái dây thần kinh gọi là viêm dây thần kinh chậm thì mình nên thở để thể thở đường âm hay thở đường dương để chữa ạ? Cái biểu hiện nó có đau giật không chị? Có ạ, thỉnh Giật thoảng nó nhiều không? Giật giật nhiều ít không? ạ, nên Giật em ít phải rồi dùng đúng không? thuốc ạ. Vâng. À, thế thì chị thử thở đường dương và xem nó có hết viêm không? Thở Còn đường nếu nếu lúc nào nó giật thì thở vài đường âm. Những lúc giật thôi, giật mà đau buốt thì thở đường âm. Còn bình thường hàng ngày kể cả không gì ạ, à, có giật hay là khoảng ngày hôm đấy không đau thì mình vẫn cứ thở vào đấy để mình chữa, mình duy trì. và cái cách thở là thở từ 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 ở dưới nhân trên nhân trung này một chút xong là đưa xuống dưới chỗ đan điền xong lại đưa lên ngay đấy hả thầy, không phải qua cột sống nữa à? Hay là Trời ơi, đến ngày hôm nay buổi 8 rồi mà lại em hỏi vẫn ngu ngơ thế. về cái này, và tại Vâng. em nghỉ mất 2 buổi thầy thế nên là Dạ vâng. ngu ngơ về cái này. Điều ý dẫn khí từ mũi, huyệt Vâng. 19 nhá, gốc mũi nhá, không À. phải là trên nhân trung. Trên nhân trung cũng được nhưng mà nó là Ở gốc huyệt mũi 19 này. em biết là cái góc mũi. Dẫn Vâng. đến đan điền này, từ đan điền chạy thẳng đến cái vùng mình hay bị đau. À, thế Đến đấy là thì mình thở nhẹ ra ngoài. khi mà cái đường mình đưa cái đưa lên em không hiểu đưa lên như thế nào, Nó chạy thẳng từ đan điền lên thôi chị. điền xong là chạy lên trên cổ xong là qua gáy Chị làm sao mà nó dễ làm nhất là được, cứ ở ngoài quần áo mình là được. cơ Vèo cái đây. áo gì Vâng, được từ hết ạ. đan điền xong mình chạy chéo lên. Dạ. Vâng, đấy em có thắc mắc cái chỗ đưa đấy. Dạ. Không đưa nào. Nó Vâng. không phải qua cột sống xong là đi lên xong rẽ sang hay không? Không ạ, đừng phức tạp. Đấy là mọi người đang nghĩ thế chứ em chưa bao giờ em nói rẽ chỗ này rẽ chỗ kia đâu, có đúng mọi người? Đâm ra là nhiều khi em có thắc mắc mà thế chạy từ đan điền xong xuống qua hậu môn xong đi lên trên gáy xong lại bắt đầu rẽ sang bên cái chỗ đau. Không, không phải ạ. Loay Đấy hoay. là Vâng. thở đường âm nhưng mà không phải rẽ chỗ này chỗ kia đâu, mình cứ làm thế nào nó dễ nhất là được. Thế là cứ xuống đan điền xong là chéo nghĩ mình nghĩ chéo Dạ. là sang luôn. Sang vâng luôn. vâng 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 Vâng. cảm thầy Hãy đơn giản nhất nhá, nó cực vâng kỳ đơn giản đấy ạ. Cái này mà cái bộ môn này mà phức tạp nữa thì rối tinh rối mù ngay, đúng không ạ? Mấy chục công pháp này mà chúng ta làm mà nó không khoa học hoặc nó không tối giản là thôi tẩu hỏa nhập ma thật đấy. Đúng không ạ? Học lý thuyết không đã rất là rối rồi nhưng mà đây thì ạ, chúng ta phải đơn giản hóa đi vì nó thật sự đơn giản thật mà, nó chỉ có thế thôi, không có gì hơn cả. thì không hiểu nên mới phải hỏi thầy ạ, vì các bạn Dạ. đưa đến đưa khí đến đấy thì không hiểu là đưa cái kiểu gì, Dạ. đưa xuống rồi thì biết, đưa đường dương xuống thì biết, nhưng từ đường dương để mà lên chỗ kia thì em lại không biết đấy, Dẫn lên thẳng đấy là được thôi. nên thẳng đấy thì bây giờ em hiểu rồi thì thôi cứ lần sau cứ Dạ. thế làm và Vâng. làm cảm ơn thầy ạ. Dạ. Cảm ơn Chào. chị Minh Tú. Mừng Mình cứ quá. nghĩ thẳng lên đấy rồi còn nên đi qua đường nào đi. Vâng, cũng được đấy ạ. Chính xác. Cứ đến thẳng đấy là được. Có đến Và điểm kết thúc là được đến mà. điểm kết thúc là được. Vâng. Vâng, còn hành trình cái khí của chúng ta nó chạy như nào trong cơ thể thì tùy, đâu có Còn nghĩ sao. ngoằn Vâng. ngoèo lại còn qua sườn còn lên lên Dạ, đâu rồi. đúng rồi. Nó Như thế nó thành phức tạp ra. phức tạp. Vâng, cái ý của chúng ta nó lại cứ vòng vèo mãi. Mời chị Dạ Phượng ạ. thầy. Dạ thầy cho mình hỏi chắc cũng là một hai câu tại học 2 3 khóa rồi nhưng mà bể học thì mênh mông mà Dạ. cái sự thu thập của mình thì nó còn còn bé nhỏ quá. Thí dụ như bây giờ mình nhức răng nè, mình nhức đầu,
mình đau lưng hay là mình nhức khuỷu tay á, thì mình thở đường âm hay đường dương thầy? Thường thường những chứng đau nhức thông thường thì đầu tiên mình cứ thở đường dương nhé, đại đa số nó sẽ À, thở phù hợp. đường dương. Yeah. Dạ. Thở đường âm sẽ Nếu mà dành cho những trường hợp đau cấp tính, đau đau dữ dội, hãy nhớ như vậy. Những trường hợp đau cấp tính, đau dữ dội, đau buốt thì hãy thở đường âm để cho nó giãn ra. Còn những chứng đau nhức nhức thông thường, ê ẩm thì hãy thở đường dương ạ. Ví dụ như mình muốn cái ung nhọt nó tiêu thì thở hai đường luôn phải không thầy? Lúc trước nghe thầy dạy là thầy lặp lại để mình ghi lại, mình hay quên quá. Ví dụ ạ, chị có thể ví dụ cái mụn đúng không, hay là cái nhọt nó sưng đúng không, hay như thế nào, hay là khối u hay như nào, ý em hỏi. Cái nhọt mà mấy chục năm rồi nó từ bằng cái đầu cái tâm, bây giờ nó bự bằng đầu ngón tay út, mấy chục năm rồi thầy, mà nó cứ đi bác sĩ thì bác sĩ nói cái này không có cần mổ, nhưng mà càng lúc nó càng lớn, mình muốn cho nó biến mất có dễ không thầy? Mình làm là được ạ.